Xin chào mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ hình ảnh về một bến sông khá nổi tiếng ở Tây Ninh, nằm ở thượng nguồn sông Dàm Cỏ Đông, đó là bến Tầm Long. Bến Tầm Long nằm ở địa bàn xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đây là bến sông khá nổi tiếng, có từ lâu đời, đã đi vào thơ ca Việt Nam. Sau đây, mình mời mọi người xem những hình ảnh mới nhất tại bến sông này nhé. Mời mọi người xem video. Ốc gì? Ốc vàng. Đâu đâu anh xe ra. Ốc vàng.
quen rượu của anh hả?